Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Xin hãy cho đi. Cha mẹ mất sớm, hai anh em Jack sống dựa vào nhau. Vì là người thân duy nhất của em, nên Jack yêu quý em gái hơn cả bản thân mình. Nhưng tai họa một lần nữa lại giáng xuống hai đứa trẻ bất hạnh. Em gái cậu bé mắc bệnh nặng, cần phải truyền máu. Cháu cũng biết rồi đó, căn bệnh của em gái cháu khó mà có tiến triển nếu không truyền máu. Là người thân duy nhất của cô bé nên cháu có cùng nhóm máu. Liệu cháu có đủ dũng cảm để chịu đựng những đau đớn khi lấy máu không? Dạ, cháu nghĩ là cháu làm được ạ. Tốt lắm. Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu nha, Jack. Em gái à, đợi anh nha. Rồi em sẽ mau chóng khỏe mạnh thôi. Bác sĩ ơi, cháu còn sống được bao lâu nữa ạ? Trong tâm trí của một đứa trẻ 10 tuổi, nó nghĩ rằng việc lấy máu sẽ cướp đi mạng sống của mình. Nhưng cậu bé vẫn đồng ý truyền máu cho em. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, cậu bé đã lấy hết lòng dũng cảm của mình để đánh đổi lấy quyết định kia và xác định là mình sẽ chết. Yên tâm đi, cháu không chết đâu. Lấy máu đâu có làm cho người ta chết được chứ. Thật thế ạ? Thì cháu còn có thể sống bao nhiêu năm nữa hả bác? Cháu có thể sống đến 100 tuổi, cậu nhóc ạ. Cháu rất khỏe mạnh. Ôi, thế là không chết rồi. Vậy thì bác hãy lấy một nửa máu của cháu cho em gái. Như vậy hai anh em cháu, mỗi người sẽ sống được 50 năm. Đây không phải là lời nói ngây thơ của một đứa trẻ, mà là lời nói vô tư nhất, trong sáng nhất trên đời. Hãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng.